Chào các bạn trở lại. Làm những điều này để có nhiều vận may đầu năm. Phúc khí sung túc hanh thông. Trí tuệ, phước đức, bình an. Hãy chúc phúc cho chính mình vào đêm 30 Tết và cả những ngày đầu năm. 30 Tết năm Thìn là một đêm 30 đặc biệt. Vì tận 9 năm sau, người Việt chúng ta mới có thể đón Tết đêm 30 âm lịch. Sau năm Thìn, vào các năm Tỵ Ngọ Mùi, Thân Dậu Tuất, Hợi Tý và đến năm Quý Sửu, tức năm 2033, tức 9 năm sau mới có ngày 30 Tết theo lịch Việt. Âm lịch hay còn gọi là âm dương lịch. Âm lịch Việt Nam chúng ta là một loại lịch thiên văn đặc biệt, được tính toán dựa trên sự chuyển động của trái đất, mặt trời và mặt trăng. Tháng âm lịch bắt đầu từ tháng Sóc, tháng Nhuận đặt vào tháng không có trung khí. Ngày đầu tiên của tháng âm lịch là ngày chứa điểm Sóc. Sóc là thời điểm hội diện khi trái đất, mặt trăng và mặt trời nằm trên một đường thẳng và mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời. Vì thế, phải tận 9 năm sau, chúng ta mới có thể đón một ngày 30 âm lịch. 8 năm tiếp theo, chúng ta chỉ có ngày 29 Tết. Vì vậy, năm này đêm 30 là một đêm đặc biệt. Chư vị hãy tự chúc phúc cho mình, cho người thân thương. Chúc phúc, phúc khí sung túc, hanh thông, trí tuệ, phước đức, bình an. Gia đạo viên dung, tâm thân bình hòa, sự nghiệp thăng tiến. Hãy tự chúc phúc những lời tốt lành cho chính mình và cho người thân thương. Vào đêm 30 và những ngày đầu năm, chư vị đứng trước bàn thờ. Cũng có thể hướng mặt về hướng đông để khấn nguyện những lời lành. Mỗi ngày chúc phúc khấn nguyện như thế, suốt cả tháng, quanh năm sẽ gặp phước lành. Những vị còn trẻ, nếu tự cúng kiến hoặc cùng gia đình bài trí cúng kiến là những người trưởng thành, tâm thân dễ được an ổn. Những người có niềm tin chân chính về cúng kiến chân thiện, đa phần trải qua đời sống sóng gió trước kia. Nếu chưa trải qua, chính bản thân những người ấy có sẵn thiện căn phước đức. Họ tin vào linh cảm đặc biệt của mình, những điều nhãn căn không thể thấy. Mỗi ngày đứng trước bàn thờ, khấn nguyện những điều lành, khấn nguyện cho người, cho mình những điều lành, như thế nguyên năm sẽ được an lành. Vạn sự an lành, gia đạo hạnh phúc, vạn sự như ý, tâm thân an lạc. Hãy nói to những câu này vào đêm 30 và vào những ngày đầu năm, chư vị nhiều cơ hội thêm may mắn quanh năm. Cổ nhân có câu, ngày ngày nghĩ tưởng Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát. Những bài chia sẻ về khấn nguyện Khải Toàn làm trước đây không ngoài mục đích khuyến thiện chư vị niệm thiện. Niệm là nhớ nghĩ, niệm thiện là nhớ nghĩ thiện. Niệm Phật là nhớ nghĩ Phật. Những ngày đầu năm, tâm niệm thiện, nhớ nghĩ thiện, miệng nói thiện, thân làm thiện, chắc chắn sẽ thành người thiện. Từ trường từ thiện tri thức sẽ tương ưng, phước báo hiện tiền. Ngược lại, ngày ngày gần yêu ma sẽ thành yêu ma. Vì thế nên có câu, vật chia theo loài, người phân theo nhóm. Chư vị, muốn mình là người như thế nào, muốn làm bạn với ai, bản thân chư vị tự quyết định. Nhân nào quả nấy là điều không phải bàn. Vì thế ngày ngày nên nhớ nghĩ và nói những lời lành. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Không chỉ mỗi đêm 30 hay những ngày đầu năm, mà tất thảy những ngày trong năm nên phát hạnh nguyện như thế. Đó là cách giảm nghiệp bồi phước. Lục độ hạnh Bồ Tát, chư vị có thể chưa làm trọn 6 hạnh, nhưng Khải Toàn tin rằng tất thảy chúng ta hoàn toàn có thể hạ công phu tu tập 3 đức hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Chư vị nên biết, mọi thành tựu bắt đầu từ pháp nhẫn. Để tu được nhẫn, phải bước qua 2 nấc thang bố thí và trì giới. Vì sao? Người biết cho tiền của, thức ăn, đồ vật là người biết bố thí bên ngoài. Xả bỏ sự nóng giận,
cho sự cảm thông là bố thí bên trong, chính là hạnh bố thí. Mọi quốc gia, vùng miền, gia đình đều có luật. Luật thành văn bản và luật bất thành văn. Ta nương vào nơi ta sống là giữ giới, giữ đạo bên ngoài. Bản thân của ta biết sống chừng mực, có quy củ, biết đúng sai phải đạo trong chính tâm thân của ta, đó là giữ đạo bên trong. Trong ngoài giữ được, tránh họa xa cám dỗ, đó là người tu trì giới. Vì vậy, người biết cho đi bằng sự hoan hỷ chính là bố thí ba la mật. Người biết giữ đạo làm người là người giữ giới. Nấc thang nhẫn nhục thật gần, hoài bão sớm thành tựu. Vì vậy, muốn năm nào cũng được phước, không gì bằng phát tâm tu dưỡng. Bố thí trì giới nhẫn nhục. Phúc khí thân kiện tâm thiền, trí tuệ phước đức bình an. Chư vị hãy nhớ tự khấn nguyện trong tâm, hay khấn nguyện thành lời như thế vào đêm 30 Tết. Vì 9 năm sau mới gặp lại một ngày 30 âm lịch theo lịch Việt. Mỗi sáng sau khi đánh răng, rửa mặt, vận động cơ thể giúp giãn gân cốt, Khải Toàn ngồi xếp bằng tĩnh tọa và khấn nguyện. Đã mỗi sáng như thế trong rất nhiều năm, có nhiều điều khấn nguyện đã thành hiện thực. Vì tâm chí thành nên ơn trên gia hộ. Đêm 30 có bài cúng xả xui, đốt hình nhân thế mạng thay ta nhận những điều xui xẻo. Nhưng kỳ thật, chính bản thân ta phải niệm thiện mỗi ngày, vì 365 ngày chỉ cúng một ngày làm sao đỡ nổi cho những nghiệp ta đã tạo. Phúc khí, thân kiện, tâm thiền. Muốn có phúc khí, ta phải tạo nhân lành. Muốn có thân kiện, ta phải biết dưỡng thân qua ăn uống và thể dục. Muốn có tâm thiền, ta phải buông xả những gì ngoài khả năng, không phan duyên, không than trời trách người. Khi đủ công phu tu tập, sẽ đạt được trí tuệ, phước đức, bình an. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.